Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Trung Quái Apple TV đây. Hôm nay mình lại có số kèo lên cho tất cả anh em nhá. Thì dạo này mình không lên video đều cho được cho tất cả anh em được, bởi vì thứ nhất là mình có một chút việc bận. Đấy, thứ hai là hàng thực sự lên giá nó rất là cao. Nên là mình về nhập về có khi còn giá nhập về còn cao bằng hoặc là cao hơn cả giá mình bán cho anh em cơ. Nên là mình cũng thực sự là cũng không nhập về nhiều trong thời gian này. Nên là hôm nay nhá, mình lại có một ít kèo đây lên cho nó tất cả anh em. Nhưng mà dù cao thì mình vẫn phải nhập về, không thì mất hết khách, đúng không anh em? Không nhiều anh em hỏi lại không có thì lại mất khách. Thì chắc hàng mới của mình chắc khoảng tầm 1-2 hôm nữa lại có nha anh em. Thì hôm nay mình lại lên cho anh em một ít kèo đây. Thì đầu video mình xin nhắc lại là bên mình vẫn có hai hình thức mua hàng. Hình thức thứ nhất, mọi người cọc cho mình từ 100-300k tùy vào mỗi đơn hàng. Hình thức thứ hai là mọi người chuyển khoản cho bên mình sẽ bao ship hoặc gửi xe cho anh em luôn trong ngày anh em nhá. Còn nhận hàng mọi người kiểm tra đúng máy đúng tình trạng, mọi người thanh toán cho shipper cho em. Và bên mình bảo hành 3 tháng cho tất cả mọi người nhá. Thì không để anh em đợi lâu nữa, mình lên luôn cho anh em một con iPhone XS 256GB anh em nhá. XS 256GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, màn phim pin 8X, hôm nay để luôn cho anh em giá là 3,7 triệu anh em nhá. Không anh em không mua ở đây thì anh em mua ở đâu nữa, đúng không? iPhone XS, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, main zin, màn zin, phim một tí thì đi đây, 3,7 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. XS quốc tế 256GB, 3,7 triệu đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X quốc tế full chức năng, 64GB pin 98%. Con này vỏ hơi phải thôi, pin pin cao rồi anh em nhá. Pin cao 98, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Main zin, màn zin, đây máy Nhật 64GB đây, máy màu đen anh em nhá. Máy màu đen để cho mọi người với giá chỉ là 3 triệu mới ạ. iPhone X màu đen 64GB 3,4 triệu đồng nhá. 3,4 triệu đồng anh em đã có iPhone X quốc tế full chức năng 64GB dùng rồi. Pin zin pin 98% siêu cao luôn anh em nhá. X quốc tế 3,4 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường, máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin, pin zin 88-89%, máy màu đen cực kỳ đẹp luôn, đẹp dã man luôn anh em ạ. Con này là máy quốc tế full chức năng, máy này là máy Nhật nha anh em. Đấy, iPhone 11 128GB hàng Nhật 64GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Con này mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu? Để cho anh em giá là 5,7 triệu đồng cho các anh em nhá. 5,7 triệu đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lại lên cho anh em một con iPhone 11 64GB nữa. Cũng máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin, con này pin thay mới nha anh em. Con này cũng main zin, main zin, màn zin, pin mới nhá. Con này cũng để cho anh em với giá là 5,7 triệu thôi. Thôi con này cũng để cho anh em giá 5,6 triệu đi anh em nhá. 11 thường quốc tế full chức năng 64GB, cũng là máy Nhật, 5,6 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 64GB, máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin. Đấy, con này thì bản cũng là 64GB, máy màu tím nhá, máy cũng cực kỳ đẹp luôn. Thế con này cũng để cho anh em đây. iPhone 11 đây, main zin, màn zin đây, pin 100% nhá, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này thì mình để cho anh em với giá là 5,5 triệu anh em nhá. iPhone 11 thường 64GB, máy quốc tế full chức năng, 5,5 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max. Đấy, iPhone 11 Pro Max, máy quốc tế full chức năng, đã thay màn zin. Đấy, và màn zin ám anh em nhá. Con này đã thay màn và là thay màn zin ám rồi, pin mới 100% luôn anh em ơi. Anh em ok chưa? Đấy. iPhone 11 Max, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, đã thay màn và là thay màn zin nha anh em. Pin mới 100%, máy Mỹ LLA, để cho mọi người ra 5,5 triệu. Viền thì ok luôn, cam nét căng cho anh em nhá. Cam nét căng, viền đẹp cho anh em. Đấy, cam nét chưa anh em? Cam nét căng cho anh em luôn. Đấy, viền thì đẹp anh em nhá. Viền trắng cực kỳ đẹp luôn, 5,5 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max 64GB, máy quốc tế thay màn. Mọi người ok chưa? Con này mình báo luôn là máy quốc tế full chức năng, full Face ID, thay màn nha anh em. Con này thay màn thì để cho anh em với giá là 5,000,000 bao nhiêu ạ? iPhone 11 Max, máy Mỹ LLA, 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%, pin 100% luôn anh nhá, viền cũng đẹp luôn, 5,6 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. iPhone 11 Max 5,6 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max nữa, máy quốc tế iPhone 11 Max, máy quốc tế full chức năng 64GB. Con này mình báo luôn là màn già nhá, pin thì pin mới rồi, màn già rồi, và pin thì mình sẽ thay pin, à con này chưa thay pin, mình sẽ thay pin mới 100% cho anh em luôn anh em nhá. Thay cả pin mới 100% cho anh em, cũng để cho anh em với giá là 5,5 triệu cả thay pin anh em nhá.
5.500.000 đồng cả thay pin còn không thay pin thì mình trừ tiền pin cho tất cả anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng 64GB, vân tay vân chân đầy đủ anh em nhé, pin 100%, máy màu đen cực kỳ đẹp luôn, 3.000.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con gì đây ạ? iPhone 11 thường vừa mua được của khách. Đấy, vừa thua mua được của khách này. Máy quốc tế full chức năng. Main zin màn zin anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng main zin màn zin. Pin thì là pin mới 100%. Đấy, vừa thua của khách này, main zin màn zin, pin mới này, máy màu vàng chóe luôn. Vàng này cực kỳ là nói chung là đẹp thì cũng rất đẹp mà kén anh em dùng cũng rất chi là kén. Đấy, iPhone 11 64GB, main zin màn zin, pin mới 100%, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, cái màu vàng chóe này cũng để cho anh em giá là 5.500.000 anh em nhá. Mời để cho anh em giá 5.400.000 đi, màu vàng để cho anh em 5.400.000 đi, màu hot 5.400.000 đồng nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con iPhone 11 Pro Max. Đấy, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nha anh em. iPhone 11 Max, máy quốc tế full chức năng, main zin màn zin, vỏ zin pin zin. Con này mình đang để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? iPhone 11 Max này để cho anh em với giá là 11 Max đúng không? 7.900.000 anh em nhá. 7.900.000. Anh em đã có iPhone 11 Max rồi. Máy quốc tế full chức năng 64GB, màn to pin châu đây, màn 6.5 inch đây, pin ok đây. Nói chung ngoại hình ba mắt thì cực kỳ sang luôn. Anh em vẫn dùng thoải mái vài năm nữa là bình thường nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max, máy 12 Pro Max, máy quốc tế full máy quốc tế mất Face ID anh em nhá, màn zin anh em nhá. Con này là mình báo luôn đã thay màn zin. Mọi người ok chưa? Đã thay màn và màn zin nhá, vào bị mực một tí trên này. Đấy, Face ID thì sự cố coi như là mất Face anh em nhá. Con này mình để cho anh em với giá là pin đang là bao nhiêu ạ? Pin đang là 85%, pin zin theo máy anh em nhá. Pin zin theo máy để cho anh em với giá là 6 triệu. Bao nhiêu ạ? 6.800.000 đồng anh em. Mình để luôn cho anh em hôm nay là 6.700.000 đồng anh em nhá. iPhone 12 Pro Max, máy quốc tế thay màn zin và mất Face ID, 6.700.000 đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max nữa. Con này bản 128GB đẹp cờ en keng. Đấy. Main zin màn zin, vỏ zin, đẹp keng luôn anh em nhá. Con này đẹp keng luôn. Con này thì sorry anh em, con này mình bán rồi. Sorry mọi người, con này mình bán rồi nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max nữa. Con này bản là bản 128GB, máy quốc tế full chức năng. Con này miền màn như này mình bán giá bỏ màn cho anh em luôn nhá. Nếu mà không thì mình sẽ thay pin mới vào, thay màn mới vào. Cả thay màn mới, pin zin 8X to luôn anh em ạ. Pin zin 8 mới nhỉ? Cả thay màn mới cho anh em để cho anh em giá là 7.700.000 nhá. Cả thay màn mới, còn nếu mà để nguyên màn này, tại vì màn này mình bán giá bỏ màn mà chắc là mình bỏ màn cái này thôi. Đấy, một chiếc màn một máy Mỹ này LA128GB này, pin đang là 87%, pin zin luôn anh em nhá. Mình sẽ thay màn mới vào cho anh em luôn để cho anh em giá là 7.700.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 97%. Con này mình báo luôn là thay màn nhá, và Face ID thì còn Face ID nhá mọi người. Thay màn, pin 97 là pin 97 được Apple thay thế luôn anh em ạ. Đây, pin được Apple chính hãng thay thế này. Đấy, màn hình thì mình báo luôn là con này đã thay màn, nhưng mà thực sự nó hiển thị con này đẹp dã man luôn. Mới đầu mình không mở máy ra mình còn nhầm là màn zin cơ. Đấy, mình ghi là màn zin nhưng thực sự con này là màn thay rồi em nhá. Con này màn thay rồi, mình để cho anh em với giá là 5.700.000 đồng cho tất cả anh em nhá. iPhone 11 Max, máy quốc tế full chức năng, 5.700.000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 thường, 128GB zin full zin app anh em nhá, máy đẹp. Đấy, main zin màn zin, vỏ zin pin zin. Đấy, zin app luôn. Đấy, máy Nhật 128GB iPhone 13 thường để cho anh em với giá là 9.800.000 đồng cho tất cả anh em nhá. 9.800.000 đồng cho tất cả anh em luôn những ngày đầu tuần này đúng không anh em ạ. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ anh em nhá. Con này mình, con này là pin kém anh em ạ. Con này là pin kém, con này hôm trước mình mua được của khách đúng không nhỉ? Con này là pin kém anh ạ. Pin kém mọi người ạ, mình sẽ thay pin mới cho anh em. Cả thay pin mới cho anh em là để cho anh em 2.900.000, còn nếu không thay pin thì để cho anh em giá là 2.700.000 nha anh em, 2.700.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS, máy quốc tế full chức năng thay màn. Con này thì mình để cho mọi người giá là 3.000.000 anh em nhé, bởi vì pin nó đang kém. Anh em nào thay pin thì thêm cho mình 200. iPhone XS, máy quốc tế full chức năng thay màn, 3.000.000 đồng cho tất cả anh em nhé. iPhone XS này, máy quốc tế full chức năng mỗi thay màn thôi, 3.000.000 cho tất cả anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS 256GB, máy quốc tế full chức năng, main zin màn zin, pin thì mình chưa thay. Chưa thay thì cho anh em là 4.200.000 anh em nhá. Giá chưa thay pin là 4.200.000, XS 256GB nha mọi người. XS 256GB, máy quốc tế full chức năng, không zin, không pin zin nhưng mà
thấp rồi anh em nhá. Pin zin nhưng mà thấp rồi anh em ạ. Máy quốc tế full chức năng, không lỗi làm gì, không zin tặng máy luôn anh em nhá. Đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 256GB, máy quốc tế full chức năng. Bản này bản 256 nhá, main zin, màn zin, vỏ zin, pin pin mới 100. Đấy, con này mình đã thay pin mới rồi này. Đấy, đã thay pin mới 100% luôn này. Máy quốc tế full chức năng, main zin, màn zin nhá. Ám cực kỳ nhẹ luôn nha mọi người. Ám cực kỳ nhẹ góc trên này, để cho anh em giá là 6 triệu đồng cho tất cả anh em này. iPhone 11 Pro 256GB, 6 triệu cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 thường màu đỏ. Đấy, thì hôm trước là lên cho anh em một con 12 màu đen đúng không? Nhưng còn đấy mình bán rồi anh em nhá. 12 thường màu đen thì mình bán rồi. Đấy, còn con 12 thường màu đỏ này đây, cũng nguyên zin màn zin. Pin thì pin kém, mình sẽ thay pin mới cho anh em luôn. Còn nếu mà không thay pin thì cho người giá 6 triệu 1 anh em nhá. Cả thay pin là 6 triệu 3. Đấy, iPhone 11 thường, máy quốc tế full chức 12 thường, nguyên zin màn zin đây cho anh em nhá. 6 triệu 300 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro, máy quốc tế full chức năng, pin 86%. Đấy, con này thì là mình báo luôn cho anh em là con này vỏ hơi phải một tí thôi, mà còn lại là pin nhất là zin hết nhá, vỏ zin hết nhá, main zin. Đấy, con này thì 64GB, pin 86%, máy màu xanh phải một tí này thôi. Để luôn cho anh em giá 5 triệu 8 anh em nhá, 11 Pro 5 triệu 800 nghìn đồng cho tất cả anh em này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS, XS quốc tế full chức năng 64GB. Con này thì để cho anh em hôm nay giá gọi là dẹp nhau luôn anh em ạ. iPhone XS pin mới 100%, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, 3 triệu 800 nghìn đồng nhá. XS máy Mỹ LLA 64GB, 3 triệu 800 nghìn đồng, pin mới 100% luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro bản 64GB, máy quốc tế full chức năng full Face ID. iPhone 11 Pro này, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nha anh em. Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, 11 Pro 64GB. Con này pin thì mình xem pin bao nhiêu, như pin Zin 8X. À, pin mới 100% luôn. Con này pin mới 100% luôn anh em nhá. 11 Pro 64GB để cho mọi người với giá là 6 triệu 200 nghìn đồng nha. 11 Pro quốc tế full chức năng 6 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR đây. XR này, hàng này là hàng zin full zin app nha anh em. Máy quốc tế full chức năng, zin full zin app, không zin ném máy luôn anh em ạ. iPhone XR 64GB máy Nhật. Pin zin đang là 8X, máy màu đen đẹp keng luôn anh em ạ. Con này là đẹp keng luôn anh em nhá, đẹp 99 trọng keng luôn. Đấy, con này thì mình để cho anh em hôm nay với giá là 3 triệu bao nhiêu ạ? 3 triệu 800 nghìn đồng nha. XR đẹp keng zin app, 3 triệu 800 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng, full vân tay, pin mới 100%. Vân tay vân chân đầy đủ nha, máy đẹp, màn đẹp luôn, pin mới 100%. Con này thì cho anh em với giá là 3 triệu. Cứ gì cho anh em giá 3 triệu luôn anh em nhá. iPhone 8 Plus màu gold cũng 3 triệu, pin mới 100%, máy đẹp. Thì hôm nay mình có một số kèo để lên cho tất cả anh em. Nếu anh em nào đang cần mình tư vấn hay mua bán sửa chữa dòng máy nào thì nhắn tin được gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Mình cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye, chào tất cả anh em nhá.